Xin chào tất cả anh em, mình là Tâm Nhật Bảy. Hôm nay giới thiệu với anh em 28 món đồ nghề nha anh em. Đó. Hôm nay hàng xăng rất là khó khăn nha anh em. Bảy thì nghỉ, nghỉ dịch đó anh em. Cho nên mình xăng hàng rất là khó khăn. Đó, rồi nhiều khi không dám ra xăng hàng nữa, sợ bị dịch nha anh em. Rồi anh em mua hàng vui lòng nhắn tin vào số điện thoại của mình nha. Thì khi mình mới đăng clip á, thì rất là nhiều anh em chốt đơn, cho nên mình không thể nào mà nghe được tất cả điện thoại của anh em được. Cho nên em vui lòng nhắn tin ha. Thì chỉ cần nhắn tin là chốt số máy á, rồi tí nữa mình sẽ coi tin nhắn anh em nào chốt trước, mình sẽ trả lời trước nha. Rồi anh em mua hàng vui lòng nhắn tin nha anh em. Rồi anh em có thể tìm mình ở tất cả các công cụ tìm kiếm ha. Anh em chỉ cần đánh Tâm Nhật Bảy hoặc là số điện thoại tí nữa mình sẽ chạy bên dưới màn hình đây. Thì anh em chỉ cần tìm số điện thoại hoặc là Tâm Nhật Bảy ở Facebook, Zalo, Shopee hoặc là Google hoặc là YouTube thì sẽ ra cái kênh bán hàng của mình ha. Rồi anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh nha anh em. Tại vì mình theo dõi là có 87% anh em xem chỉ xem kênh thôi chứ không có đăng ký ha. Mình không biết tại sao mà anh em có thể mua hàng của mình được nữa. Thì anh em bấm đăng ký để mình sẽ cập nhật những món hàng mới nhất, nó dễ xem hơn nữa. Rồi đầu tiên 01 nha anh em. 01 là một cây mở mạch lưới cưa. Đó, cây này hoạt động hoàn hảo ha. Nước sơn bên ngoài thì nó hơi tróc tí xíu. Đó. Nè, thấy không? Đây hoạt động hoàn hảo nha anh em. Nè, khi mà cái cưa anh em nó xài nhiều á thì cái mạch lưới cưa này nó không còn mở ra được. Tại vì cái răng cưa á, một cái bên trái, một cái bên phải, một cái bên trái, một cái bên phải nó chéo nhau ha. Thì khi mình xài nhiều thì cái lưỡi cưa nó sẽ mòn. Mòn mình phải dùng cái giũa mình để mình giũa lại. Mà khi mình giũa lại xong á thì mình phải mở cái mạch lưỡi cưa ra. Như vậy cái mạch lưỡi cưa nó rộng hơn cái thân lưỡi cưa thì nó mới cưa được nha anh em, nó mới cắt được. Đó. Thì cái cây mở mạch lưới cưa này tác dụng là như vậy. Nè. Ở trong này á nó có một cái đó, nó có một cái răng ha. Đó, mình bấm ngay cái răng đó. Ở đây nó chỉnh được độ rộng, độ hẹp của cái mạch răng cưa luôn nha anh em. Anh em chỉ cần xoay cái này nè. Đó, anh em thấy nó có số trên này nè. Anh em chỉ cần xoay đúng tới cái kích cỡ mà mình cần mở á. Rồi, mình để vô đây ha. Tới răng nào mình bấm vô răng đó. Đó, bấm nhẹ cái thôi nha anh em. Đó, bấm nhẹ cái thôi là cái răng lưới cưa nó mở ra. Rồi xong rồi thì em quay ngược lại anh em bấm hàng bên kia ha. Tại vì nó đang xen nhau mà, một cái trái, một cái phải, một cái trái, một cái phải giống vậy nè. Đó anh em thấy không? Giống như cái tay vậy nè. Cái trái, cái phải. Thì mình bấm cái răng bên này, bỏ răng kia rồi mình quay ngược lại. Rồi cái này xấu anh em, 250.000 ha. Chuyển khoản mình bao ship ha. Lúc nào cũng vậy. Đó, 250.000 chuyển khoản mình bao ship nha anh em. Ship code thì mình không có chịu phí ship nha, nói trước để anh em khỏi mít lòng nhau ha. 01 mở mạch lưỡi cưa 250.000. Rồi 02 là một cây cơm ba. Cây này để chia cái gì mình cũng không biết nữa. Này anh em nào chuyên về vẽ, về sử dụng ha. Đó, bên này nó có chữ plan nè, solid nè. Bên đây là circle. Còn cái chữ bên này là line. Đó, nó có chia mấy cái vạch trên này mình cũng không biết cách sử dụng nha anh em. Vậy anh em nào sử dụng chuyên biết thì sử dụng ha. Nên mình thấy lạ mình nhặt về mình bán thôi. Đó, cái đầu nhọn này còn ok nha anh em. Đó, cái đầu nhọn này còn ok, nó không có gãy gì hết trơn. Rồi cái này 150.000 ha, chuyển khoản mình bao ship nha. Rồi 03. Cái này 03 nha anh em. Cái này nó nhỏ quá mình không có dán giấy vô được. Thì 03 là một cái cây đo lỗ. Đó. Thay vì đo lỗ á, mình phải dùng cái thước cặp ha. Nhưng mà mấy cái lỗ mà sâu quá mình không thể nào mà để cái thước vô được. Thì cái ưu điểm của cây này là nó đo nhanh ha. Nó đo nhanh, nó tương đối chính xác nha anh em. Đó, cái này đo được tối đa là 11 cm. Ủa à, lúc nãy coi không kỹ nha anh em. Thì cái cây này nó không phải là đo bề rộng của cái lỗ mà nó đo chiều sâu ha. À, mình cũng không biết tại sao nó làm cái này nữa. Mình coi không kỹ này mình tưởng nó đo được 11 mm, nhưng mà không phải, nó đo cái chiều sâu nha anh em. Đó, nãy tại mình coi không kỹ mình thuyết minh sai cho anh em ha. Đó, cái này đo chiều sâu nha. Cái này 50.000 nha anh em. Đó, cái cây Shinwa này mới đúng là cái cây đo lỗ nè.
Đó, cái sinh qua này mới đúng là cây đo lỗ nha anh em. Nãy cây kia là tầm bậy ha. Này nó đo được tối đa 15 mm. Nó cái đơn vị này mới được chính xác nè. Made in Japan nha anh em. Sinh qua made in Japan đàng hoàng. Đó, đây nè, rõ ràng cho anh em luôn ha. Thì ví dụ như cái lỗ này. Đó, mình chỉ cần để cây này vô thôi, mình không cần cái thước cặp ha. Đó, mình để vô tới đây. Thì cái vạch này là 7 ly nè anh em. Đó, cái vạch liền là 7 ly ha. Rồi cái vạch đứt là 7 ly rưỡi. Một vạch của nó là 0.1 mm nha anh em. Thì mình để vô tới đây. Đó. Nó để vô đây. Anh em thấy không? Đó là cái này 7 ly 6 ha anh em ha. Đó. Nó trên cái vạch đứt nó trên cái vạch nữa một 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 vạch là 7 7.6 mm. Đó. Rồi đo lỗ vậy nha anh em. Đó. Cái này nhược điểm ưu điểm của nó là nó đo nhanh ha, mình chỉ cần để vô cái là mình biết cái đường kính lỗ nó bao nhiêu rồi, mình khỏi cần lấy cái thước cặp mình đo nó, chỉ cần để vô cái là biết. Dù như cái lỗ này cũng vậy, mình để vô cái là mình biết liền. Rồi nhược điểm của nó là nó chỉ đo được cái lỗ thông thôi nha anh em, nếu mà cái lỗ nào mà cạn quá thì cái thước này nó không đi được qua hết cái lỗ đó thì nó không đo được chính xác ha. Thì cái lỗ này phải thông qua nha, đó ví dụ như nè, đó cái lỗ này thông qua từ trên xuống dưới thì mình đo nó mới chính xác được, giống như là đo cái ống vậy đó ha. Rồi cái này bán mới có 250 anh em, thì cái này cũ mình bán 100.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Đó, cái này hàng mới, nếu mà hàng mới còn nguyên trong bao đó, ở ngoài cửa hàng người ta bán 250.000 thì đây mình bán 100.000 thôi, chuyển khoản bao ship nha anh em. Thước đo lỗ của Sinh Hoa ha, cây kia không phải nha. Rồi đây đây là một cây đo lỗ nữa của SK. Đó, cái này đo lỗ của SK nha anh em. Nhưng mà cây này chỉ đo được đường kính tối đa là 6 mm thôi anh em. Đó, đo được đường kính tối đa 6 mm thôi nha. Thì cái thước này cũng không hẳn là nó đo lỗ nha anh em, mà cái này chuyên cho thợ hàn ha. Ví dụ như thợ hàn người ta hàn thường hàn hay tấm sắt mà người ta hở vậy nè, mấy anh em nào đó, mấy anh em nào hàn kết cấu ha, thì hàng người ta không có để hai cái tấm sắt mà khít lại giống như hàng dân dụng của mình, mà người ta sẽ hở ra vậy nè. Đó. Thì nếu mà người ta đo ở trong cái ống á thì nó cái thước đút vô không bao giờ được. Thì người ta sẽ dùng cái này. Đó, người ta đút vô cái khe hở của giữa hai tấm sắt ha. Nếu mà người ta hàng một cái ống lớn á thì người ta đút vô cái khe hở giữa hai tấm sắt nè. Để vô cái là biết biết nó bao nhiêu mm liền. Đó, ví dụ ở đây nè, đây đút vô nè là 2.2 nè, 2.2.5 nè. Này 2.4 nè nha anh em. Đó thấy không? 2 chấm nè, 2 ly nè, 2 ly 2 nè. Đó, cái này 2 ly 3 nè ha. Đó, 2 ly 3 nè nha anh em. Thì người ta đút vô người ta sẽ biết được cái khe hở nó là bao nhiêu mm. Thì cái này chuyên về cho mấy anh thợ hàn hơn ha. Đó, cái này cũng 100.000 luôn nha, chuyển khoản mình bao ship ha. Này đúng ra là đo độ hở của cái khe nha nè, còn cái sinh qua là đo độ hở của cái lỗ đó, đo đường kính của cái lỗ, còn cái này đo độ hở của cái khe. Rồi 100.000 ha. Rồi tiếp theo số 06 nha anh em. Đó, 06 là kết hợp giữa, thì cái cây số 06 này kết hợp giữa đo đo lỗ với là đo độ dài đâu nha nè, nó dính hai cái là một luôn nè ha, tán là luôn, tán chết rồi luôn rồi. Không tháo được. Đó, thì cái cây thước thước lá này nó dài 15 cm. Đó, rồi cây thước đo lỗ này nó đo được tối đa 15 mm nha anh em. Cái này y chang cây số 4 ở dưới vậy đó. Ha. Rồi, hai cái này 150.000 nha, chuyển khoản bao ship ha. Mã số 06, vừa đo lỗ vừa đo độ dài. Rồi, tiếp theo 07, 07 là một cây thước của Shinhwa luôn. Đó, Shinhwa made in Japan nha anh em. Biểu tượng chim cánh cụt ha. Này made in Japan này anh em thấy không? Thì cây này ngoại hình còn rất là đẹp. Còn rất là bóng loáng đẹp như mới luôn á. Cây này bán mới hình như khoảng trên 500.000 thì phải. Đó. Cây này 350.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Này dùng cho thợ mộc hoặc là thợ sắt, người ta vạch dấu á. Đó, để trên thanh sắt vậy nè. Mình sẽ lấy được một cái đường thẳng vuông góc với cái mí của thanh sắt ha. Rồi đây lấy được 45 độ luôn, lấy trong lấy ngoài lấy đủ thứ kiểu hết. Đo được luôn nè anh em. Đó, rất là tiện lợi. Nên anh em làm DIY hoặc là làm thợ thì cũng cây này rất là tiện lợi nha anh em. 350.000 ha, chuyển khoản bao ship nha. Còn đẹp như mới không lỗi lầm gì hết.
Rồi 08. Rồi 08 là một cái cây thước mà nó chỉ chuyên đo góc vuông thôi, nó giống như cây 07 nhưng mà tách làm hai, 08 với 09 ha. Thì cây này chuyên đo góc vuông. Rồi 09 là một cây chuyên đo 45 độ. Đó, hai cây này chức năng khác biệt nha anh em, còn cây 07 là kết hợp ha. Rồi, 150 ngàn một cây nha. 08 150 ngàn, 09 150 ngàn, chuyển khoản mình bao ship ha. Đó, 08 09, ngoại hình cũng rất là đẹp ha. Cây này thì số nó hơi mờ nhưng mà được cái nó khắc chìm cho nên nó không, mình vẫn thấy số nha anh em. Đó, cái sơn nó thì nó mờ rồi hết rồi. Nhưng mà được cái là số nó khắc chìm nè, xài không có sợ bay. Đó, cái mí vẫn còn đẹp, vẫn ok. Rồi 150 ngàn một cây ha, chuyển khoản bao ship nha. Số 10. Số 10 là một cái thước chuyên đo lỗ sâu. Thay vì cây kia bình thường á thì anh em hay đo là sử dụng cái cây thước thước cặp ha. Thước cặp nó có cái que đo ở ngoài sau đuôi á. Thì cái que đo nó rất là mỏng và nó rất là yếu. Nếu mà anh em đo cái lỗ mà nếu mà nó sâu quá thì cái que đo nó thể nó bị cong, nó không thiếu chính xác. Thì cái cây này là chuyên đo lỗ sâu nha anh em, nó đo được tối đa 15 cm. Đó, cây này của Nakamura đo được 15 cm, dung size nó là 0.05 1/20 ha. Cái này thì còn rất là ok ha. Quan trọng nhất là cái mặt này nha anh em. Đó, anh em lựa mấy cái thước luôn, cái mặt này nó còn phẳng á, thì đo chính xác ok, không có lỗi lầm gì hết. Rồi cây số 10, thước đo lỗ sâu 350 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Dùng cho anh em nào chuyên đo lỗ nha. Đó, 350 ngàn. Rồi số 11. Số 11 là một cái đầu chuyển. Cái đầu này chuyên dùng cho máy bê tông. Đó, cái chuôi gài cho máy bê tông này anh em thấy không? Có bốn cái rãnh nè, hai cái rãnh dài, hai rãnh ngắn ha. Thì cái đầu này là của Hilti nha anh em. Đó, Hilti của Đức. Hàng của Đức xài rất là ok mà rất là chất lượng luôn. Cực kỳ châu bò luôn. Đó, Hilti. Cái này kẹp được từ 0 tới 13, 0 ly luôn nha. Cái này dặn vô là sát luôn nè. Đây nè, dặn cái này sát luôn nè, thấy không? Kẹp từ 0 tới 13 luôn nha anh em. Đó. Hilti ha. Hilti nè anh em thấy không? Đó, kẹp từ 0 tới 13 mm nè. Cái này thì không có made in Germany gì hết nha anh em. Nhưng mà Hilti này của Đức, không anh em không có sợ bị nhái đâu. Cây này hoạt động nhanh nhẹn êm ái ha. Cái khía kẹp á anh em, cái chấu kẹp á nó còn như mới luôn, còn khít đẹp luôn nè. Anh em thấy không? Còn khít rất là đẹp luôn, hoạt động nhanh nhẹn êm ái ha. Kẹp từ 0 tới 13 nha anh em. Cái này anh em dùng máy bê tông á thì anh em kẹp cái này rất là sướng luôn. Trường hợp mà nếu dụ mình khoan cái bê tông mà không có cái mũi bê tông á, không có cái mũi bê tông mà mũi gài á, thì mình dùng cái mũi tròn xoay đỡ ha. Đó, mình gắn vô đây, đó rồi cái này kẹp. Cái này siết bằng tay nha anh em. Mình không có cần mà dùng cái trái khế để mình siết lại ha. Thì cái này mình siết bằng tay là đủ chặt rồi. Đó, giờ anh em cầm một tay này cái máy nè. Anh em cầm đây ha, tay này siết lại cái nhẹ cái là nó chặt lại luôn. Ha. Rồi cái này 400 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Hilti. Đầu kẹp mũi khoan từ 0 tới 13 mm. 400 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship số 11. Rồi. Đây cũng là một cái đầu kẹp mũi khoan luôn. Nhưng mà cái này hiện đại hơn cái kia. Cái này không có kẹp tự động giống như cái kia, hắn kia là siết bằng tay ha, nhưng mà cái này phải dùng cái khóa trái khế á để mình siết lại. Thì đặc biệt của cái này là cái gì, để mình tháo cái này ra cho anh em coi cho dễ nha. Cái này cái nắp chụp. Đây mình tháo cái chụp ra cho anh em coi cho nó dễ cái chấu, qua cái chấu nha anh em. Cái này thì kẹp được từ 2.5 cho tới 13 ha. Thì cái chấu nó hở ra ngoài chứ nó không có sát vô trong nha anh em. Đó, nó kẹp từ 2.5 tới 13. Rồi. Cái cơ cấu của nó thì nó vẫn siết bằng cái trái khế như bình thường, mình đút vô mình dặn thôi. Này anh em nào mua cái này thì mình tặng thêm cái khóa trái khế ha, để mình em siết cho nó chặt. Thì đặc biệt của cái này là cái gì? Đó, đặc biệt của cái này là nó cái chụp nhựa này nè là nó khóa lại. Nó không cho cái măng ranh này tự mở ra nha anh em. Khi mà anh em xài mà rung á thì có nguy cơ là tự nó gỡ ra ha. Nhưng mà cái này thì không có bị. Tại vì sao anh em biết không? Em thấy cái dấu này không? Đó, ở đây nó có chữ U ngược nè ha. Rồi mũi tên nó chỉa từ chữ U ra, nó quẹo trái nè. Thì khi mà anh em sử dụng á, anh em rút cái này ra. Còn anh em dặn qua trái. Nè, bình thường nó ở chế độ về là nó khóa này ha. Rồi mình rút ra nè, theo cái mũi tên này ha. Rồi mình dặn qua trái. Rút ra nè, dặn qua trái nè. Là nó gài vô.
là cái đầu măng ranh này mình di chuyển tự do nè, mình siết mở bằng tay được nè, thấy không? Đó, vậy anh em đừng có không để ý mà nó khóa lại, lúc khóa lại anh em đừng có ép nó nha, đừng có ép để mở nữa nha, không có được đâu. Đó, thì khi mình siết vô, mình siết chặt thì chặt rồi ha, mình dùng cái trái khế mình siết chặt thì chặt rồi thì mình trả nó trở lại đó, anh em nghĩ lại rồi anh em trả qua phải cho nó nhảy vô, rồi khi đó mình không thể nào mình xoay cái đầu bằng tranh được, nó khóa lại đây nha em, nó khóa vô rảnh hết rồi, mình không thể nào mình xoay được thì nó sẽ chống mở cái này ha, xài rất là ok đó. Mình rút ra vậy nè, nó về là mở nè, thấy không nè, mình rút ra nè, rồi mình gài qua đây là nó mở nè, thấy không đó, rồi mình trả trở lại là nó khóa lại, mình không có dặn được ha. Thì cái này độc đáo ở chỗ đó. Thì giá cho cái đầu này vẫn mình bán vẫn như lần trước nha anh em, 450.000 ha, chuyển khoản bao ship nha, đầu kẹp mũi khoan dành cho máy bê tông đó, 450.000 số 12. Rồi số 13, số 13 là một cái kìm bấm Igo, cái này 10 inch nha anh em, 10 inch là 25 cm, đo từ đầu tới cuối là 25 cm. Cái này thì hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết nè, hoạt động nhẹ nhàng êm ái nè, bấm chặt nè, mở ra nè, thấy không, bấm chặt nè, mở ra nè, không có lỗi lầm gì hết nha nè, 10 inch nha, Igo Japan đàng hoàng. Thì cái nước da nó vẫn ok ha, lấm đớm về chỗ thôi nhưng mà vẫn còn ngon lành lắm, không có lỗi lầm gì hết. Thì bên trong thì nó bị như vậy anh em, người ta kẹp, người ta dùng cái kìm này á để kẹp giữ cái tấm sắt để mà người ta hàn, thì nó bị dính về chấm ha. Đó, đây chấm nè, đây chút xíu nè, đây chút xíu nè nè, em thấy không? Ở trên thì đẹp ngon lành nha anh em, ở trên thì không lỗi lầm gì hết trơn á. Đó, chỉ có ở dưới nó bị về chấm nè. Rồi cái kìm này 400.000 ha, chuyển khoản bao ship nha. Kìm bấm mã số 13. Đó, Igo 10 inch 400.000 ha, chuyển khoản bao ship ha. Rồi tiếp theo số 14 nha anh em. Số 14 này mình bán 2 cây nha, mình không có bán lẻ một cây đâu ha. Tại vì cái này nó đi nguyên bộ nó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19. Chỉ cần 2 cây thôi nhưng mà nó tới 8 số là đủ cho anh em, dư cho anh em dùng gia đình luôn rồi ha. Thì cái bộ này mình khuyến cáo là dùng gia đình nha anh em. Tại vì nó không có cái hãng, nó không có cái tên hãng. À, cái hãng này, bên này thì nó có cái hãng Job vậy nè, JOB ha. Hãng này mình cũng không biết luôn. Rồi cây này thì không có tên hãng gì hết trơn, nhưng mà xài gia đình thì ok ha. Nó xài gia đình thì nó không có hư nổi đâu. Rồi đủ số luôn nha em, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 nè. Anh em thấy không? Đó, 9, 10 nè ha. Bên này 11, 12 nè, 13, 14 nè, 17, 19 nè. Răng miệng còn rất là đẹp nha anh em. Đó, một cây là 4 số, 2 cây là 8 số là đủ luôn. À, đó. Thì hai cây này 450.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Đó, 450.000, mã số 14 mình bán ca cặp nha, không có bán lẻ nha anh em. Rồi, số 15. Số 15 là một cây tuốt dây, một cây rọc dây điện. Đó. Wood made in Italy. Cái mã của nó là IS101. Tuốt được dây từ 8 đến 28mm. Ở đây là mình chỉnh, mình dặn ở đây là cái lưỡi dao này nó sẽ chạy lên chạy xuống nha anh em. Đó, dành cho anh em mà nào muốn tuốt cái dây, nếu mà cái dây mình dày quá thì mình dặn lên cho nó cao lên ha. Còn dây nào mình mỏng mỏng thì mình dặn cho nó thấp thấp thôi, để mình tuốt nó không có phạm vô trong cái lỗi bên trong. Thì cái này sử dụng rất là dễ dàng nha anh em. Thì sợi dây anh em chỉ cần dùng ngón tay nè, anh em đẩy cái này lên, bỏ sợi dây vô là ngon lành. Sử dụng rất là dễ dàng luôn. Đây mình minh họa cho anh em bằng cái sợi dây điện nè. Cái này mình test thử một đoạn rồi nha anh em. Đây mình tuốt, mình rọc thử cho anh em coi ha. Nè, cái này là cái dây điện của mình nè. Rồi mình bỏ vô đây ha. Đó, mình mở ra, mình bỏ vô đây cho cái lưỡi dao nó ghim vô cái sợi dây ha. Rồi mình tuốt. Đó, mình kéo. Mình kéo là tự động nó ăn vô cái sợi dây nha anh em. Đó, là một phát một là nó rọc ra nha. Đó, khi mình chỉnh chính xác á thì nó không bao giờ nó phạm vô được cái lỗi bên trong được ha. Đó, khi mà anh em chỉnh chính xác á thì nó không có phạm vô lỗi bên trong được. Nếu mà lỡ phạm thì anh em chỉnh này cho nó giật xuống chút xíu. Dây dày, dây mỏng gì tuốt cũng được nha anh em. Đây mình tuốt lại cho anh em coi nè.
đó, cho nó cắm vô chính xác vô cái dây rồi. Đó, cắm ngập vô cái dây rồi đúng không? Rồi mình chỉ kéo thôi nha anh em. Đây là nãy lúc nãy chỉnh sâu quá thì nó cắn vào sợi dây tuốt không được. Đó, bây giờ mình chỉnh lại đây nè. Đó. Rồi, ra nè, anh em thấy không? Đó. Rất là gọn gàng, cái này mình chỉnh hơi sâu nó phạm vô dây nè anh em. Thì khi mà anh em tuốt cái sợi dây mà nó không có lỗi nhựa bên trong á thì nó dễ dàng hơn. Còn cái này phải chỉnh nhẹ lại chút xíu cho nó không phạm vô này, hơi ăn vô nè, thấy không? Nó bị cắt luôn tới trong nè. Đó thì cái này chiên rọc nha anh em, rọc rất là nhanh, nhanh hơn anh em sử dụng mà an toàn hơn là anh em sử dụng dao rọc giấy nữa. Dao rọc giấy rất là nguy hiểm ha. Thì cái này rất là an toàn. Rồi, made in Italy nha anh em. Sản xuất ở Ý. Rồi cái này 300.000 chuyển khoản bao ship ha. Rọc vỏ dây điện. Rồi cây 16. 16 là một cái cây kẹp mũi taro. Đó, cái này có thể kẹp được mũi taro tới 10 mm được luôn nha anh em. Đó, có thể kẹp được tới 10 mm luôn á. Mũi taro 10 mm á, M10 á. Thì cái cây này nhỏ nhỏ nhất. Nhỏ nhất nó có thể kẹp được cái đầu vuông là, để mình đo thử nha. 3 ly. 3 mm nha anh em. Anh em đo cái đầu vuông của cái mũi taro á, 3 mm là nó kẹp được ha. Rồi. Thì cái này tự động hai chiều ha. Đó, chỉ cần kéo lên kéo xuống nè. Đó, chiều này chiều mở ra nè anh em thấy không? Đó, mình chỉ cần lắc vậy thôi, mình không cần quay nguyên vòng nữa, mỗi tay mình lắc vậy thôi. Rồi mình muốn siết vô nè, mình muốn dặn vô nè. Đó, đẩy xuống rồi mình dặn vô. Ha. Rồi, anh em đẩy gì giữa là nó khóa lại nha anh em. Nó không có xoay qua trái qua phải được. Đó, thì cái này lúc này mình sử dụng như cái cây bình thường thôi. Thường cái cây này là made in Germany ha. Nhưng mà cây này không có tên tuổi gì hết. Mình bán 200.000 chuyển khoản bao ship nha anh em. Mã số 16 ha. Không có tên, không có tuổi nha anh em. 200.000 chuyển khoản mình bao ship. Rồi mã số 17 là một cây combo cơ khí của SK. Hãng SK này là nổi tiếng về dụng cụ đo giống như của MitoTuyo vậy. Japan luôn nha anh em, đây có chữ Japan nè, cây này bằng thép nó đen thui à, cho nên đánh ra nó không có sáng được. Rồi, cái này sử dụng thì mình mở ra mở vô về bình thường thôi. Anh em tới cỡ nào anh em mở cái đó. Cái đầu này mài được nha anh em, mài dễ dàng ha. Cái này bãi người ta sử dụng thì nó cũng đã mòn tí xíu rồi, nó còn nhọn nữa. Thì mình về để mình mài lại. Đó, mình mài là hai cái đầu nó bằng nhau luôn nè. Ha, thì nó nhọn lại rồi, anh em sử dụng ok luôn. Cây này cũng ba thường thôi nha anh em. Có những cây combo đặc biệt á, người ta ghép miếng hợp kim đây nè, hoặc là thép gió á, thì xài rất là lâu mòn, xài rất là ok, nhưng mà cây này thì bình thường thôi. 150.000 chuyển khoản bao ship ha, combo lấy dấu cơ khí. Rồi số 18. Số 18 là một cái kẹp lưỡi câu. Đó, chuyên để kẹp lưỡi câu nha anh em. Cái này thiếu cái đế. Cái đế nó để dưới bàn á. Thì mình để cái này nè, lúc đó mình quấn lưỡi câu. Đây mở ra nè anh em thấy không? Mở ra. Đó. Nè, cái khe nhỏ xíu thôi, chuyên để kẹp lưới câu nha anh em. Rồi khi mình siết vô là mình gạt cái này lên nè. Đó thì nó siết vô. Ha, nó giữ lưới câu rất là chặt. Cái này anh em về sử dụng á, thì anh em vặn con vít lên cái bàn gỗ. Nếu cái bàn gỗ anh em xài cái bàn gỗ á thì anh em vặn con vít, anh em siết cái này vô cái mí bàn gỗ nằm vậy nè. Đó, rồi cái này mình tự do sử dụng. Sử dụng ngon lành luôn. Cái này thiếu cái đế nha anh em. Nếu mà đi chung cái đế nó thì nó bự lắm. Này mình không tìm được cái đế, mình chỉ có cái đầu để giữ cái lưỡi câu thôi. Cái này bán 200.000 nha, chuyển khoản bao ship ha. Này chỉnh được nhiều cỡ nha anh em. Đó, anh em siết ra siết vô nè. Thấy không? Anh em siết ra siết vô được nè. Thì nó chỉnh được rất là nhiều cỡ lưỡi câu. Đó. Lưỡi câu lớn, lưỡi câu nhỏ gì nó cũng kẹp được hết. Chỉ cần điều chỉnh cái này thôi. Là lớn nhỏ gì cũng kẹp được nha anh em. 200.000 ha, chuyển khoản bao ship nha. Đầu kẹp lưỡi câu ha. Rồi số 19. Số 19 là một cái hộp vít sửa đồng hồ. Đó, hộp vít sửa đồng hồ nha anh em. Mới chưa sử dụng luôn ha. Bộ này rất là đẹp, không có rỉ sét gì hết. Một đầu là con 1. Một đầu là ba ke số 1, một đầu là ba ke số 0. Một đầu là vít dẹp 1 ly 4. Vít dẹp 2 ly, vít dẹp 2 ly 4, vít dẹp 3 ly. Đó. Đủ số để anh em sửa đồng hồ được nè. Rồi bộ này 200.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship ha.
mới chưa xài luôn, 200.000 chuyển khoản bao ship nha anh em. Rồi số 20. Số 20 là một bộ mũ khoét gỗ. Khoét gỗ hoặc là khoét thạch cao gì cũng được nha anh em. Đó, khoét gỗ khoét thạch cao gì cũng ok hết. Japan luôn. Đó, chữ Japan đây nè. Rồi. Cái bộ này còn rất là đẹp nha anh em. Đó, cái màu ở ngoài còn rất là đẹp nè anh em thấy không? Cái răng còn rất là ngon lành luôn. Bộ này hình như ít xài nha anh em. Bộ này rất là ít xài luôn á. Này cái mũi khoan ở giữa, anh em có thể thay được cái mũi khoan. Anh em chỉ cần tháo con vít này ra là thay được cái mũi khoan này liền. Để mình đo cái đường kính lớn nhất nha anh em. Cái đường kính lớn nhất mà nó có thể khoét được là khoảng 60. 63 luôn á anh em. 63 mm. Rồi cái đường kính nhỏ nhất á là khoảng 25 mm nha anh em. Đó từ 60 từ khoảng 60 đến từ 25 tới 60 ha. 1 2 3 4 5 6 7 cỡ nha anh em, từ nhỏ tới lớn. Rồi cái này 380.000 chuyển khoản bao ship nha anh em, mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. Mã số 21 là cái này rất là quen thuộc ha. Cái này là cái dũa gỗ. Đó, dùng cho anh em chiên làm dao hoặc cán dao hoặc là cán rìu. Thì mình dùng cái này mình dũa gỗ rất là nhanh, nó thoát phôi ra mấy cái đường caro này nè, rất là nhanh nha anh em. Một bên á răng răng mịn, một bên là răng thô. Đây một bên này răng thô nè, bên này răng mịn hơn nè. Cái này của Shinto nha, cái hãng dũa này rất là nổi tiếng ha. Nó chuyên cái dũa này là anh em biết của Shinto liền. Đó anh em dũa vậy nè ha. Thì nó thoát phôi ở đây nhanh hơn là cái dũa thông thường mà mình hay sử dụng á. Nó thoát phôi nhanh lắm. Cho nên anh em dũa phá cán rìu, cán gỗ nha em. Rất là nhanh. Rồi, số 21 này 300.000 chuyển khoản mình bao ship nha anh em. Rồi, số 22. Số 22 là một cây nong nhẫn. Cây đền nong nhẫn được từ 3 tới 27. À, cây này bằng nhôm nha anh em. Cho nên nó không có sáng bóng giống như là mấy cây mà thép nó mạ đâu nha. Đó, cây này bằng nhôm. Rồi, cây này 150.000 chuyển khoản bao ship ha. Cây nông nhẫn nha nè. Rồi, 23. 23 là một cây cưa Chibisuke. Dài 160 mm. Đó, 160 mm là nó tính cái phần lưỡi này nè ha. Nhưng mà cái phần cán luôn thì nó dài lắm. Nó dài gấp đôi luôn anh em, khoảng 30 cm luôn á. Nhưng mà cái lưỡi này thôi là 16 cm nha anh em. Cái này nó có, cái hãng cưa này nó sản xuất rất là nhiều dòng cưa. Đó, nè, cưa hai mặt nè, một mặt lớn nè, một mặt nhỏ nè. Thì cái cây này anh em dùng làm bonsai hoặc là anh em thích cưa mấy cái góc hẹp mình không thể nào đưa cưa lớn vô được á. Hoặc là cưa vòng tròn á. Cưa gỗ, cưa thạch cao cũng được. Này, cưa thạch cao được nè anh em. Cưa mấy cái đường uốn lượn hoặc là được cưa đường tròn luôn nha. Thì cái này nó còn rất là đẹp, chưa xài luôn á. Này mình lấy ra cho anh em coi. Cái lưỡi rất là đẹp nha anh em. Đó, hiện trạng cái này cũng rất là đẹp ha. Còn nguyên cái tem luôn, nếu mà người ta xài thì cái tem này sẽ bay màu. Còn thôi là nó bị mất cái tem luôn. Đó, thì cái lưỡi này 16 cm. Tính luôn tổng cây cưa là khoảng 30 nha anh em. Một cây này 150.000 chuyển khoản bao ship ha. Mã số 23. 150.000 chuyển khoản bao ship, còn nguyên cái hộp luôn. Rồi 24. 24 cũng vậy luôn nha anh em. Cũng là một cây cưa. Giống như, gần giống như cây cưa đó đó. Nhưng mà cái bản lưỡi nó bự hơn. Cái răng này còn rất là bén. Hầu như là chưa sử dụng luôn. Ha. Cây này cũng 150.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Đó, cái răng này còn bén, bảo đảm với anh em là chưa sử dụng. 150.000 chuyển khoản bao ship ha. Mã số 24. Rồi số 25 là mình bán một cặp nha anh em. Cái này size mini thôi. Cái này vừa lòng bàn tay nè, rất là nhỏ gọn. Mở phe lớn thì mình có thể tìm mua dễ dàng, nhưng mà mở phe nhỏ thì tìm cũng rất là khó nha anh em. Nếu mà có mấy cái phe mà mini quá. Thì đây là một cặp của Super Tool.
Cái hãng này rất là nổi tiếng. Đó, Super Tool ha. À, cái logo của nó quen thuộc này anh em thấy không? Japan luôn ha. Thì một cây mở phe ngoài, một cây mở phe trong, một cây mã CS0, một cây mã CS0 là cái size nhỏ nhất của cái dòng mở phe Super này. Thì một cây á, cây này á, mở phe trong nó mở được từ 8 tới 25 mm. Còn một cây mở phe ngoài nó mở được từ 4 đến 10 mm nha anh em. Đó, anh em thấy không? Rồi mã số 25, hai cây kìm này là 200 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Nó 100. Mình không có bán lẻ nha anh em. Anh em nào mua mua nguyên bộ, một mở ngoài mở trong. Một cây banh, một cây bóp ha. Rồi 25, 200 ngàn chuyển khoản bao ship nha anh em. Rồi tiếp theo số 26. Đó. 26 là một cây kìm. Này cây kìm chuyên vặn mấy con ốc tết đầu. Cây này của Engineer Made in Japan. Đây cho anh em coi. Engineer Made in Japan, giống y như cái lô mà mình bán lúc trước vậy đó. Ha. Thì cây này đặc biệt ở chỗ là cái mỏ trước nè. Nó dạng hình chữ V thì nó sẽ ôm vô cái đầu con ốc rất là dễ dàng. Bên này cũng dạng hình chữ V luôn. Mình có thể vặn ốc nằm ngang được, hoặc là để cái kìm thẳng đứng cũng được ha. Đây mình cũng dặn được nữa nè, cái lưỡi cắt còn nguyên vẹn luôn, em thấy không? Đó, lưỡi cắt còn khít đẹp nguyên vẹn luôn nè, đây nè ha. Đó, lưỡi cắt còn rất là đẹp. Đó, nãy nó rất lò xo, mình mới gắn cái lò xo nha anh em. Nè, mới gắn cái lò xo rồi là hoạt động hoàn hảo luôn ha. Đó. Rồi chẳng hạn như con vít này nó bị tuôn cái đầu ha, thì mình không có cách nào mình mở được, mà mình dùng mấy cái kìm mỏ bằng kia thì nó không có ôm sát được. Thì mình sẽ dùng cái kìm này. Đó, kìm này có rảnh nó ôm sát cho cái hình tròn của cái đầu vít nha anh em. Đó, thì anh em chỉ cần kẹp chút xíu vậy thôi. Đó, kẹp chút xíu vậy là mình mở được ha. Giữ rất là chặt nha anh em. Hoặc là anh em có thể chuyển cái đầu lên. Đó, anh em kẹp gì nó cũng được ha. Nó rất là ôm vô cái đầu này, nó không sợ bị trượt. Đây có rãnh khía nè. Đó, cái rãnh khía này còn đẹp nguyên vẹn luôn. Cái kèm rất là ok nha anh em. Đó, cái này mình bán 200 ngàn nha, chuyển khoản bao ship ha. Kìm vặn ốc tét đầu 26. Anh em chỉ cần nhắn tin là chốt 26. Đó, mình có kèm theo cái clip, ví dụ như clip ngày hôm nay là clip số mấy nè. Clip 20 mấy á. Thì anh em chỉ cần đánh là clip 20 mấy rồi chốt 26. Đó, rồi mình sẽ trả lời cho anh em. Rồi 27 là một cây súng xịt. Đó, cây này của Kinky nha anh em. Nè, Kinky nè. Cây này đặc biệt ở chỗ á, cây này của đợt trước, mình đem vô mình quay lại cho anh em coi cho dễ. Cây này của đợt trước ha. Đó, thì cây này đặc biệt ở chỗ là mình chỉnh áp được. Đó. Bằng cách mình vặn con này, nó sẽ chặn cái cò lại. Ví dụ như anh em chỉ cần xịt nhẹ thì anh em vặn sát vô, nó chặn cái cò lại còn chút xíu à, mình sẽ bóp nhẹ. Đó, mình bóp vậy nó xịt nhẹ. Còn anh em muốn xịt mạnh á thì anh em vặn ra hết luôn. Đó, thì cái cò nó sẽ bóp sâu vô, nó xịt mạnh ha anh em. Đó, đặc biệt cái chỗ đó đó. Đây có cái móc để anh em móc lên nè ha. Rồi, cái này có sẵn cái đuôi chuột, giờ anh em đút ống vô xí cổ dê là xài luôn ha. Rồi, cây này á, nó xịt ra bằng cái lỗ này. Rồi nó có thêm 6 cái lỗ bên hông nữa. Đó, để cái luồng gió nó ra cho nó mạnh anh em. Cây này thì chuyên thổi bụi nha anh em. Đó, chuyên thổi bụi, ví dụ như cái sàn anh em hoặc là anh em làm cái xưởng gỗ á, anh em muốn thổi bụi trên một cái diện tích lớn thì cần cây này ha. Nó thổi rất là rộng nha anh em. Đó, thổi rất là rộng. Cây này không xì, không có gì hết, không có lỗi lầm gì hết nha anh em. 350.000 chuyển khoản bao ship ha. Súng thổi bụi của Kinky, cái thân bằng nhựa. Cái ruột thì bằng nhôm với bằng thép nha anh em. Nó cái đầu này bằng nhôm nè, cái đầu này bằng thép nè, cái này bằng thép nè. 350.000 chuyển khoản bao ship ha. Rồi cuối cùng là một cây súng rút Revey bằng hơi của Lobster nha. Đó, Lobster, con tôm ha. Cái mã của nó là AR011M. Cái này sơn zin luôn nha em. Mình không biết tại sao mà người ta sơn cái bình hơi cái màu này nữa. Nhưng mà màu nguyên bản của nó là màu xanh vậy nè. Ha. Cái này rút được nhiều đầu nha. Nhưng mà ở đây mình chỉ có một cái đầu thôi. Cái đầu này nó ghi là 4.8. Là rút Revey 4.8 ha. Đó, cái cỡ này là cái cỡ lớn nhất tối đa rồi.
thì cái cốc ri vê 4 ly 8 rút mới được. Đây là cái ri vê phổ thông mà mình hay xài. Thì cây này á, cái đường kính của nó chỉ có 2 mm thôi. Ha, 2 mm thôi. Giờ đây mình rút làm mẫu cho anh em, chứ thật sự nó không có đúng cái kích thước của cái lỗ này. Ha. Thì đây là cái đầu 4 ly 8 zin của nó ha. Rồi đây là một cái cây rivê mà mình mua ngoài chợ. Này lúc trước mình xài nè. Đây là cây rivê thông thường mình mua ngoài chợ. Nó rất là rẻ nha anh em. Thì có những cái đầu vậy nè. Đó. Thì nó trùng với cái ren này luôn, có thể mình có thể dặn thay thế được với lẫn nhau luôn. Thì mình đoán là những cái cây rivê thông thường thì anh em gắn cái đầu nó vô xài vẫn được ha. Rồi ở đây mình tháo cái đầu của cái này ra mình thử. Nhưng mà cây này mình vẫn đang xài nha anh em. Đó, tháo cái đầu này ra. Cái đầu này đầu 2 ly nè, mình gắn vô đây mình thử nè. Nè anh em thấy không? Nó vừa với cái này luôn. Đó. Vừa với cái này luôn. Mình gắn vô đây mình thử ha. Đó, thì cái đầu này nó hợp, nó khớp với mấy cái rivê thông thường nha anh em. Vậy anh em tháo cái đầu nhỏ ra anh em gắn vô cũng được. Nay chỉ có một đầu thôi. Nó cái đầu nó 4.8. Giờ anh em tháo của mấy cây rivê thông thường á, anh em gắn vô nó vẫn vừa nha anh em. Vẫn vừa bình thường. Đó là một cây rivê mình mua ngoài chợ rất là rẻ của Trung Quốc. Đó, giờ mình ráp vô đây nè. Cũng vừa luôn nè. Nè 2 ly nè thấy không? Gắn vô nè. Này anh bắn thử cho anh em coi nha. Rút nè. Thấy chưa? Chưa đứt ha. Bắn cái nữa anh đứt nè. Đó, rất là nhẹ nhàng, mình không cần gồng người lên mình siết mấy cái nó mới đứt được. Thì sau khi rút xong thì cái đinh nó sẽ chạy về đây. Đó, nó chứa ở đây, rất là sạch sẽ. Nên bây giờ mình rút thử cái rivê cốt dài nè. Cái này rất là dài luôn. Bình thường anh em rút cái rivê á, cái thân nó ngắn chút xíu vậy nè. Thì rút đồ mỏng thì cái thân ngắn thôi. Còn này mình thử rút đồ dày cho anh em coi nè. Đó. Đồ dày thì nó dài vậy nè. Rồi mình rút thử nha. Đó, nè. Một cái ha. Hai cái là đứt nè. Anh em thấy không? Rất là gọn gàng. Cái này ngắn nè, ngắn chút xíu nè. Còn cái này dài nè ha. Cục bự ghê không. Rồi cái này 900 ngàn nha anh em. Chuyển khoản vào ship ha. Rút rivê dùng hơi. Bình hơi nhỏ nhẹ xài vẫn bình thường ha. Bình hơi gia đình á. Bình hơi nhỏ xài vẫn ok. Đó. Hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết. Cái đầu này thì thay, mình thay mấy cái rivê ở nhà mình vô vẫn được nha anh em. Đây nè, cái đầu này mình tháo ra nè. Mình thay mấy cái rivê bình thường ở nhà vô vẫn được á. Còn cái đầu zin của nó là đầu 4.8 ha. Cái đầu lớn, cái đầu 4.8. Này cái đầu này đầu zin của nó màu trắng nè. Đó. Là 4 ly 8 nha. Còn cái đầu này của mình. Cái đầu này của mình, cái cây Trung Quốc của mình. Đó. Thì mình để mình nói cho anh em biết là nó thay thế vô nhau được ha. Thì mình bán thì mình chỉ có một cái đầu 4.8 này thôi. Rồi cái này 900 ngàn nha anh em, chuyển khoản bao ship ha. Hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết. Rồi anh em mua hàng vui lòng nhắn tin vào số điện thoại của mình nha anh em. Clip mình kết thúc tại đây ha. Cảm ơn anh em.